Bộ phim điện ảnh nào phải quay những 16 năm? 16 năm trước, bộ phim Hiệu ứng cánh bướm do ông ấy làm đạo diễn đánh bại rất nhiều bộ phim. 16 năm sau, cuối cùng ông ấy cũng cho ra một bộ phim điện ảnh thứ hai. Đó chính là bộ phim giật gân, hát não nhất năm nay vừa mới lên sóng, Gossip World. Bây giờ thì cùng Tofu đi vào thế giới siêu hát não này nhé. Câu chuyện xảy ra vào thời Thế chiến thứ hai, 5 người lính nhận được một nhiệm vụ như một phần thưởng, đó là đến canh gác một tòa lâu đài cổ. Nội thất trong lâu đài vô cùng sang trọng, đồ ăn ăn không hết, rượu uống cũng rất nhiều. Họ rất vui mừng, nhưng buổi tối lúc họ dọn vào đó, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Bertie không cách nào châm lửa hút thuốc được, đồng thời sau lưng còn truyền tới tiếng mở cửa. Ai? Bertie rút dao đi về phía đó, cửa vẫn đang đóng, sau cửa còn có tiếng nước chảy róc rách. Anh ấy vặn tay nắm cửa, cửa đã bị khóa, thôi kệ, chắc là nghe nhầm. Nhưng ngay lúc Bertie xoay người rời đi, anh ấy xuống tầng ngồi nói chuyện với những người khác ở phòng khách. Trên tầng lại có tiếng bước chân, lại là ai nữa đây? Lần này mọi người đều thấy khẩn trương, họ chia ra mỗi đội 2 người lục soát khắp nơi. Âm thanh sau cánh cửa càng ngày càng to, càng ngày càng kỳ quái. 3, 2, còn chưa đếm đến 1, cửa tự động mở ra. Kinh dị hơn nữa, khi quân đội tiến vào trong phòng, kéo tấm rèm ra, ngay lập tức nhìn thấy có một người treo ở trước cửa sổ. Nhưng gió vừa thổi, người lại không thấy đâu nữa. Đó là cái khỉ gì thế? Cậu cũng nhìn thấy sao? Bây giờ mới hiểu nhóm lính canh giữ được trước, có phòng không ngủ, lại ngủ ở sofa. Hơn nữa còn gấp gáp rời đi, ba lô cũng quên mang theo. Tất cả mọi người một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, mấy người lính rảnh rỗi ngồi tám chuyện, nói trời nói đất. Lại nói đến chuyện gặp ma. Kick vẻ mặt quỷ dị nói, các anh không biết đâu, trừ bớt chia ra, tắp pet cũng có gì đó không ổn. Có một lần thi hành nhiệm vụ, chính mắt tôi nhìn thấy một căn phòng toàn máu, mà tắp pet ngồi ở giữa phòng, cười một cách cực kỳ ghê rợn. Anh ta giơ hai tay lên, trên ngón tay quấn một sợi dây. Các anh biết mà, cái trò chơi dây ấy. Sau đó anh ta nói, đến lượt cậu đấy. Nhưng vấn đề là, chơi dây là trò dành cho hai người, nhưng cả căn phòng lại chỉ có mình anh ta. Ai đang chơi với anh ta chứ? Nói Tappet thì anh ấy tới. Anh ta bất chợt xuất hiện, gọi Kick cùng lên gác xếp tuần tra. Hai người vừa lên tới gác xếp, liền phát hiện giữa sàn trải một tấm thảm lớn, nhìn kiểu gì cũng thấy nổi bật. Hai người tò mò lật lên, đây lại là một trận pháp. Kick lập tức nhận ra, đây là phép thuật đen, chuyên dùng để trấn áp oan hồn. Có lẽ nơi này không thể ở lâu. Lại cộng thêm họ nhận được điện báo, có một đội lính Đức Quốc xã gần 50 người đang tiến về nơi đây. Năm đấu 50 không khác gì tự sát, có người không nhịn nổi nữa, có bỏ trốn thì cùng lắm là bị tòa án quân sự xử tội đào ngũ. Vừa nói dứt lời, âm thanh kỳ quái trên tầng lại vang lên. Kick chợt phản ứng lại, nhưng âm thanh này không vang lên một cách lung tung, đó là mã Morse. Anh ta chép lại vào cuốn sổ, bắt đầu phiên dịch. Nếu như ngươi rời đi, sau đó liền bị chuột rút như bị điều khiển, không thể khống chế mà viết ra nửa câu còn lại thì ngươi sẽ chết. Một bên là ma, một bên là kẻ địch sắp đuổi tới, rời đi hay ở lại. Sau một hồi cân nhắc, đội trưởng quyết định trốn đi trước, khóa cửa tắt đèn, trừ Tappet phụ trách phục kích ra, tất cả những người khác đều trốn kỹ. Chiêu này hình như có tác dụng, Đức Quốc xã đuổi đến, thấy trong lâu đài không có ai, cửa cũng không mở được, đang chuẩn bị bỏ đi, nhưng chưa đi được bao xa, trong lâu đài chợt vang lên tiếng động lớn, nhóm Đức Quốc xã đáng chết đã quay đầu lại, ném một quả lựu đạn và dò đường trước. Lần này không cách nào trốn được nữa. Bertie bình thường hay manh động, là người đầu tiên xông lên. Sự anh dũng của đồng đội khiến mọi người lấy lại ý chí chiến đấu. Bốn người còn lại giống như được ông trời giúp, mỗi phát súng một mạng người, không trượt phát nào. Nhưng cuối cùng người ít vẫn không đánh lại địch đông. Chưa bao lâu, mỗi người bọn họ đều bị ép vào góc chết. Lúc này chuyện kỳ lạ lại lần nữa xảy ra. Tên lính Đức Quốc xã thứ nhất giống như bị một bàn tay vô hình dìm xuống bồn tắm, giãy dụa thế nào cũng không đứng lên được. Hắn ta bị dìm chết. Tên lính Đức Quốc xã thứ hai bị cố định trên ghế, đồng thời một ngọn lửa cháy lên, hắn ta bị thiêu chết. Lúc tên lính Đức Quốc xã thứ ba bị phát hiện thì đã bị treo cổ, mà thứ treo cổ hắn lại chính là thắt lưng của hắn. Bọn chúng bị sao vậy? Kick lúc này mới nhớ ra, anh ta từng đọc một cuốn nhật ký ở trong phòng, trong đó ghi chép câu chuyện về một gia đình bị tàn sát. Hóa ra nhật ký được viết bởi chủ nhân của lâu đài này. Bọn họ vốn là một gia đình người Pháp vô cùng giàu có. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, bởi vì có lòng tốt thu nhận người Do Thái nên bị Đức Quốc xã giết sạch, cả gia đình không một ai sống sót. Hôm nay cách chết của ba tên lính Đức Quốc xã đó giống y hệt cách mà bọn họ bị xử chết. Đây là hồn ma báo thù sao? Lấy gậy ông đập lưng ông, vậy nên sự thật đằng sau câu chuyện đã được làm rõ rồi sao? Không hề, câu chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngày hôm sau khi đội trưởng đến gần bồn tắm, cũng bị kéo vào trong, suýt thì mất mạng. Chuyện gì vậy? Không phải đã báo thù xong rồi sao? Lúc này Bertie vốn còn chút hơi, bất chợt bật dậy hét to,
đây không phải sự thật, là chúng ta. Bitchy đã chết. Bốn người còn lại cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, bất kể thế nào cũng phải rời khỏi lâu đài. Sau khi chôn cất Bitchy xong xuôi, bọn họ nhanh chóng lên đường. Đi mãi, trước mặt xuất hiện một nhóm người dân chạy nạn. Tappet trong phút chốc toát mồ hôi lạnh. Nhóm người này không phải chính là nhóm người họ gặp trước khi đến lâu đài sao? Chắc chắn không thể nhớ sai được. Bởi vì Tappet thấy một cặp mẹ con trong số đó quá đáng thương, nên đã tặng cho họ chiến lợi phẩm thu được từ chỗ quân địch. Nhưng bây giờ rõ ràng đang đi về hướng ngược lại. Sao lại gặp họ nữa? Nhóm lính vẫn không tin chuyện có ma, tiếp tục đi. Kết quả lại gặp cảnh tượng quen thuộc. Vẫn là con người đấy, vẫn cái xe đấy. Giống như gặp phải quỷ, đi kiểu gì cũng không thoát ra được. Ban đêm, Tappet lại mơ thấy bản thân quay về lâu đài và bị treo cổ chết. Lúc tỉnh dậy, trên người còn có vết thắt của dây thần. Đồng thời bên cạnh xuất hiện một hàng chữ thần bí, Petulic. Trời lại sáng, nhóm lính kiên trì đi tiếp. Không ngoài dự kiến, điểm đến chính là tòa lâu đài. Xem ra chủ nhân của tòa lâu đài vẫn không muốn để nhóm lính rời đi. Đội trưởng suy đoán, liệu có phải chúng ta vẫn nợ gia đình này một đám tang tử tế không? Vì vậy bọn họ mới chưa thể yên nghỉ. Được thôi, nhưng làm thế nào mới tìm được thi thể lúc đó đây? Đội trưởng đưa ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo, trực tiếp đi hỏi bọn họ. Anh ta rắc đầy bột mì lên sàn nhà, vây thành nửa vòng tròn, yên tĩnh chờ đợi. Đến tối, dấu chân quả nhiên xuất hiện. Đội trưởng ngồi ở giữa là người đầu tiên bị lôi đi. Những người khác mau chóng đuổi theo, bị đưa một mạch đến một căn nhà nhỏ cạnh lâu đài, lần theo đường hầm dưới đất, không ngờ lại thấy thi thể thật. Trong quá trình chôn cất, Kích phát hiện bên cạnh thi thể vẫn còn một trang giấy, chính là trang bị xé mất trong cuốn nhật ký. Không quan tâm nữa, chôn trước đã. Nhưng đợi sau khi chôn cất xong, Kích lại cầm trang giấy đó lên, mới biết họ đã phạm phải một sai lầm lớn. Cả gia đình chủ nhân của tòa lâu đài hóa ra không phải người Pháp, mà là người Afghanistan. Còn cụm từ thần bí xuyên xuất hiện Petrolek kia có nghĩa là cải tử hoàn sinh trong tiếng Afghanistan. Nói cách khác, chôn cất không khiến bọn họ yên nghỉ mà sẽ khiến bọn họ sống lại. Chết thật, vừa ngẩng đầu lên, cả nhà đó đã đứng trước cửa. Người làm sao đánh thắng ma được, dao, đạn, thậm chí là lựu đạn cũng không xi nhê gì với họ. Ngay vào lúc nhóm lính bị đánh cho sống dở chết dở, đột nhiên cả gia đình chủ nhân lâu đài lại biến mất dần. Lúc đội trưởng lần nữa tỉnh dậy thì lại nằm trong bệnh viện. Những người xung quanh vội vàng giữ anh ta lại. Đừng sợ, đây chỉ là thí nghiệm, tất cả những gì anh vừa trải qua đều là hư cấu. Nó được tạo ra để giúp những quân nhân tàn tật trong chiến tranh bình phục tâm lý. Hóa ra lúc đó, 5 người họ đến Afghanistan chấp hành nhiệm vụ, bảo vệ và sơ tán người dân. Không ngờ tổ chức khủng bố đuổi đến trước. 5 người này chỉ có thể trốn trong tường kép, trơ mắt nhìn một gia đình, người thì bị dìm chết, người thì bị treo cổ chết, người thì bị thiêu chết. Chỉ cho đến khi tổ chức khủng bố rời đi, 5 người mới dám ra ngoài. Lúc này, người mẹ duy nhất còn sót trong gia đình đột nhiên ôm bom muốn chết chùm. Bitchy là người đầu tiên nhào đến chỗ bà ta, nhưng tiếc là vẫn muộn. Cũng là lý do tại sao Bitchy lại 5 lần 7 lượt hét lớn, đây không phải sự thật. Đội trưởng nhìn những đội viên xung quanh, ai cũng đều nửa tan tật. Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không đúng, nếu như là để giúp bình phục tâm lý, tại sao bọn họ lại phải lặp lại nhiệm vụ hết lần này đến lần khác? Không thể nào, bác sĩ lập tức phủ định, mô phỏng nhiệm vụ một lần là các anh có thể quay lại. Đội trưởng cảm thấy hoảng loạn, vậy Petrolek thì sao, nó có nghĩ gì? Bác sĩ cũng không trả lời được, các anh đều từng lẩm bẩm từ này. Trên mạng nói, đó là lời nguyền của người Hồi giáo. Đội trưởng đã hiểu ra, hồn ma vẫn chưa rời đi, bọn chúng thật sự tồn tại. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu đã xâm nhập hệ thống, quấy nhiễu việc điều trị. Lúc đó, bọn tôi thấy chết không cứu, bọn họ mong được bọn tôi cứu. Nhưng bọn tôi lại giống như không nhìn thấy. Muốn thật sự thoát khỏi bọn họ, chỉ có thể quay lại chiến trường Afghanistan bù đắp lỗi lầm. Đã không kịp nữa, mau lên. Trước mệnh lệnh của đội trưởng, bác sĩ chỉ đành làm theo. 3, 2, 1, vậy nên đội trưởng phải quay về hiện trường sao? Không, lúc anh ta tỉnh dậy, anh ta phát hiện lại quay trở về rừng cây mà họ trải thảm nằm ngủ. Nhưng nhìn lại, cảnh này giống hệt với cảnh bắt đầu bộ phim. Ngươi muốn cái gì? Điều này chứng minh anh ta chẳng qua chỉ là trải qua vòng tuần hoàn đó lần nữa. Tiếp theo, bọn họ vẫn sẽ về lại tòa lâu đài, giết chết nhóm lính Đức Quốc xã, chôn cất thi thể, rồi lại bị thi thể sống dậy giết chết. Bọn họ sẽ không chết thật, họ sẽ chỉ rơi vào vòng lặp hết lần này đến lần khác, sống không bằng chết.